trang sử tiếp thêm nhiều thắng lợi. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, lời đầu tiên em xin gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Em tên là Nguyễn Bảo Anh, học sinh lớp 3A, trường tiểu học số 2, thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi. Các bạn ạ, trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta, sách đóng vai trò rất quan trọng. Nó mở rộng tầm hiểu biết, tạo cơ hội cho chúng ta học hỏi từ người khác, nâng cao kiến thức về văn hóa và lịch sử, thấu hiểu con người, khám phá bản thân. Vậy chúng ta phải làm gì đây? Dòng chảy thời gian có thể cuốn theo dấu tích chiến tranh, nhưng không thể xóa mờ niềm tự hào của một dân tộc về những chiến công hiển hách trong cuộc trường kỳ chống giặc ngoại xâm. Trong chiến thắng vang dội đó, có công đóng góp lớn lao của lực lượng quân và dân ta, yếu tố góp phần làm nên thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Để hưởng ứng và văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 với chủ đề Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, em xin gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh câu chuyện Nhớ Anh Hùng Phan Đình Giót của tác giả Bùi Khắc Miện. Câu chuyện được trích trong tập truyện Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện của nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, được phát hành vào năm 2009. Cuốn sách gồm 429 trang, khổ 15x21cm, kể về tấm gương anh dũng của anh hùng Phan Đình Giót. Câu chuyện xin phép được bắt đầu. Tôi quê ở Nghệ An, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, tôi lên đường nhập ngũ. Từ Nghệ An, chúng tôi hành quân suốt 4 năm tháng trời đi bộ. Thời gian hành quân kéo dài, trang bị thiếu thốn, nên sức khỏe của chúng tôi bắt đầu suy giảm. Ai cũng mong đến nơi tập kết cho đỡ vất vả. Chúng tôi đêm đi, ngày nghỉ, dù mưa hay nắng. Một hôm, tôi đuối sức quá, tụt khỏi đội hình, dựa lưng lên một vách đồi bên đường để nghỉ chốc lát. Khi ngước lên, tôi bỗng thấy một anh bộ đội, dáng người hơi thấp, da ngăm đen, đầu đội mũ nan với dáng vẻ hiền lành. Anh hỏi tôi, có mệt không em? Em đang sốt phải không? Báo cáo anh, em bị sốt, không theo kịp đơn vị. Anh liền nói, hãy đưa súng đạn và bao vải trên vai để anh mang cho. Vừa nói, anh vừa khoác trang bị của tôi một vòng quanh người. Tôi cảm động và bỗng thấy thương anh quá. Nhìn thấy hai chân tôi không có giày, gót chân đầy vết nứt nẻ, máu hòa lẫn và đất rừng. Anh nói như ra lệnh, em phải mang giày của anh để đi, theo kịp đơn vị. Anh khom lưng rút chiếc giày thứ nhất. Tôi rùng mình khi thấy gót chân anh như quả cà bóc vỏ, máu dính loang lổ. Tôi không đành lòng nên xin anh, em đi dần dần cũng được anh ạ. Anh dứt khoát, em phải đi giày của anh là tiểu đội trưởng của em, là Phan Đình Giót đây.
thế rồi chiều ngày 3 tháng 2 năm 1954, quân ta nổ súng tiêu diệt Kim Lam. Cả trận địa rút chuyển mù mịt sau nhiều loạt pháo. Đại đội ta xông lên mở đường, đánh đến quả pháo thứ 8. Anh Phan Đình Giót đánh tiếp quả thứ 9 và bị thương ở đùi. Nhưng vẫn xung phong đánh quả tiếp theo. Quân Pháp tập trung hỏa lực, rút đạn như mưa về phía trận địa ta. Đồng đội bị thương rất nhiều, lòng căm thù giặc lên cao. Anh Phan Đình Giót đánh liên tiếp 2 quả, phá tan hàng rào, đánh sập lô cốt đầu cầu của địch, mở tốc đường cho đồng đội xông lên. Lợi dụng thời cơ địch hoang mang, anh lao lên bám chắc vào lô cốt số 2 của địch, ném thủ pháo, mở tốc đường cho đồng đội xông lên. Anh bị thương ở vai và đùi, máu chảy đầm đìa. Thế nhưng từ hỏa lực lô cốt số 3 của địch bắn rất mạnh vào đội hình của ta, lực lượng xung kích bị ùn lại. Anh cố gắng nhích mình lên lại gần với lô cốt số 3 với ý nghĩ cháy bỏng là dập tắt lô cốt này. Anh đã dùng hết sức còn lại để nâng tiểu liên lên bắn mạnh vào lỗ châu mai của địch và hét to: "Quyết sinh vì đảng, vì dân!" Rồi rớn người lao cả tấm ngực thanh xuân bị kín lỗ châu mai của địch. Mọi người đều bàng hoàng trước hành động anh dũng của anh. Hỏa điểm lợi hại nhất của quân Pháp đã bị dập tắt. Chúng tôi ào ạt xông lên như vũ bão, tiêu diệt gọn cứ điểm Kim Lam, giành thắng lợi trong trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Lòng tôi nghẹn ngào ôm chầm lấy anh: "Anh Giót ơi, tỉnh lại đi anh ơi, anh Phan Đình Giót!" Tim tôi như tắt lại, nhưng anh không còn nữa. Thế là anh đã ra đi mãi mãi. Anh Phan Đình Giót hy sinh lúc 22:30 ngày 13 tháng 3 năm 1954, ở tuổi 34. Bằng sự biết ơn vô hạn đó, nhà thơ Bùi Quang Thanh đã viết về anh: "Khi lòng ngực anh ấp trùm lên hỏa điểm, súng giặc nghẽn, đồng đội anh xông đến, tổ quốc bật lên khúc ca khải hoàn, tràn ngập địch đội A1 Kim Lam." Trải qua 56 ngày đêm quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn, bùn non, ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đã toàn thắng ở chiến dịch Điện Biên Phủ. Đơn vị tôi đã làm nên chiến thắng, bắt tổng tướng De Castri và toàn bộ ban tham mưu tập đoàn cứ điểm. Gương hy sinh của anh Phan Đình Giót đã được cả thế giới biết đến với chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Các bạn ạ, là một học sinh được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, với chúng em, anh Phan Đình Giót mãi là biểu tượng sáng ngời cho ý chí quyết tâm và sức mạnh của dân tộc. Chúng em, những chủ nhân tương lai của đất nước, nguyện ra sức học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh, kể chuyện theo sách là một trong những hình thức tuyên truyền sách phổ biến mà trường Đại học số 2 thị trấn Pleikon thường tổ chức vào sáng thứ hai hàng tuần.
giúp viện vận hành sách của thư viện phát huy tác dụng đối với bạn đọc, khơi dậy phong trào đọc sách và rèn luyện kỹ năng đọc sách. Trường tiểu học số 2, thị trấn Lincoln đã hình thành cho học sinh nhà trường trước và sau giờ học. Các bạn sẽ đến thư viện của các khối để tìm những câu chuyện phù hợp với lứa tuổi của mình để tìm đọc. Ngoài ra, các bạn còn biết cách ghi nhật ký, bảo quản, giữ gìn sách, không làm nát sách. Để biết được tập truyện Chiến sĩ Điện Biên kể chuyện có bao nhiêu câu chuyện kể về một người anh hùng danh nhân, xin mời các bạn đến với trường tiểu học số 2, thị trấn Lincoln để tìm đọc cuốn sách này nhé. Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta. Câu chuyện của em đến đây là khép lại. Em xin kính chúc quý đại biểu, ban giám khảo, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn học sinh mạnh khỏe, hạnh